tao đi lắp điện tao làm rồi hả? Ơi có hẹn rồi mày ơi. Sao em bánh mì lên đây làm rồi dớt em bánh mì thì hơi mỡ một tí nhưng mà ngon lắm mày ơi. Chọn ngủ mà có hẹn rồi, tao hẹn ra rồi, tao có hẹn mày chờ chút đi. Ừ để tao hẹn xong ra. Ô nhìn đã lắm mày, chịu đèn lắm, ngon lạnh. Trời ơi, sáng tao gọi điện rồi, tao nói chuyện rồi, chịu đèn lắm mày ơi, búp lắm. Còn gió hả? Thời mở tí thôi chứ có gì đâu, nhìn ngon lắm mày. Đúng không? Trời ơi, thì mở mới ngon mày. Ba cái đồ xương không à, đồ nhạc gì, ăn uống gì. Ờ, chị muốn đặt. Bữa nào tao giới thiệu cho mày. Ừ, thiệt mà, bữa nào tao giới thiệu cho mày, ngon lắm. Mày nhìn mà thèm luôn á, đã ghê lắm. Rồi, tao nói rồi mà, chịu đèn liền. Chịu, ngon lắm. Nhìn thê lắm mày ơi, nhìn mà thèm, tao thèm luôn. Ở dưới lòng hạng mình không có hết. Làm tiền mới ngon. Hàng làm tiền là hàng ngon không mày? Trời ơi, nhìn mở mở tí con mày ơi, trồng do à. Hạ lắm. Bữa nào tao giới thiệu cho mày. Làm một em. Hết. Trời. Không. Hẹn rồi, không có tiền mà hẹn rồi. Đâu, nhìn tao hả? Ôi, nhìn tao mà nắng thôi đó mày ơi. Cho cũng hẹn lên Đà Lạt mẹ. Đà Lạt ngon hả? Rồi, ok. Hay, có gì tao giới thiệu mẹ. Ra tới hồi nào Linh? Rồi em. Rồi đi. Đó. Nó giúp kia nó bận rồi. Bận nó rồi. Gì đây chứ hả? Nó đi chứ không chứ hả? Tự nhiên cái nào quá đẹp, mặt đâu đẹp à? Bình thường thôi. À vậy hả? Nãy anh có khen hả? Anh có khen đẹp hả? À. Anh nhớ mặt hả? Đó. Nãy anh đang nói chuyện với bạn anh đúng không? Dạ. À. Ủa sao em vậy? Vô hồi nào? Vô ngõ nào? À, nó rủ đi Vũng Tàu nhưng mà nó mùa này nóng lắm, ra đi Tàu thì mùa này nó rất là lạnh. Nóng đi Tàu tắm biển mát mà, còn không chẳng không được thì lại lạnh mát. Hậu chẳng là lạnh lạnh nó mát lại cho lạnh nó mát chứ không sao lạnh lạnh. À, có nghĩa là nếu những cái người mà yêu nhau đúng không? Dạ. Hẹn hò nhau lên Đà Lạt. À, biết đâu câu sau ta mà anh đâu có yêu đâu lên Đà Lạt không? Anh đâu có anh đâu có người yêu đâu mà kêu anh biết thì nó đủ anh đi Đà Lạt làm gì đâu. Không, anh đâu có tả ai đâu hả? Hồi nãy anh tả à. Còn có bở đó. Không, cái đó là anh đang nói với chú
bánh mì thì nó thôi ngồi 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 xuống thì tại bạn anh nó hỏi ngồi ngồi đi chứ nước em ơi cho ly nước uống cho mình chỉ đi chăm tắt à nãy thằng bạn anh nó gọi là nó rủ ở sao ba nó rủ anh tàu mà nó mùa này nắng thôi lắm mà ra chỗ nào làm gì anh nói chỉ có mùa này đi Đà Lạt thôi nhưng mà cái Đà Lạt thì như em nói là phải có yêu nhau tâm mới đứng trong đó chứ có ai mà mặt mở mặt ấm đó à còn còn gì đó à không nãy em nói sao quên rồi ta em nói sao ta cái gì mà em nói bức bức là chọn dễ thương tự nhiên em ra tới nơi cái đoạn anh nói là nãy bạn anh nó nói chuyện anh nó gọi điện thoại anh nó nói chuyện thế là tự nhiên em ra cái anh nói quên có anh có đâu nãy anh nói để em có nhớ rồi à nhớ rồi à, đúng rồi nhớ rồi để thằng không tại thằng bạn anh nó hỏi sáng nay nó rủ anh đi ăn sáng em hiểu không rồi anh nói là anh đi làm rồi anh lên Long Điền anh có hẹn rồi không? anh có hẹn là anh rủ mấy đứa ra uống cà phê đó rồi cái nó mới hỏi là nó hỏi sao của ta cái nó kêu là rủ anh đi ăn sáng nó rồi đủ ăn phở nhưng mà anh nói anh chán phở rồi anh thèm bánh mì trời ơi đó đúng rồi anh thích lắm á tại vì ba cái xương người nội có gì đâu mà sơ cho nên rồi hồi sáng nó đủ anh đi ăn cho nên hồi sáng nó đủ anh đi ăn hồi bò anh đâu có chịu ăn đâu anh ghé anh làm ổ rồi nè trời ơi gì đây mở không à nè thiệt Linh em ăn đi là bánh mì á hả thì nãy giờ nó bánh mì bạn em nó hỏi là đi ăn mở chịu nó thôi bữa nay anh có hẹn tụi em đâu có cà phê rồi mà anh có làm ổ bánh mì rồi anh sơi ổ bánh mì này nè là được nhưng mà bà kia bà hỏi anh á là ăn nè ăn mở anh có nói là nạc với xương không mà heo quay mà mặt xương có gì đâu ăn heo quay xương. Không heo quay là phải có mỡ chứ là da nó giòn giòn vậy nói chuyện ổ bánh mì mua hồi sáng giờ hả ừ chị anh... kêu ra đây chi ra uống cà phê uống mì liên quan gì nó ổ bánh mì cái ổ bánh mì là thằng bạn anh nó gỗ trời rồi nó gọi đi nó hỏi anh nó đủ anh đi ăn sáng tự nhiên anh nãy giờ anh có nói gì đâu mì nói gì có mất điểm chọn mở rồi ta là anh đang nói ổ bánh mì nó hỏi bánh mì ở trên Long Điền có hát hơn không nói hát hát hoàn toàn bánh mì Long Điền ngon hơn rồi nha cái ổ nó tròn cho hơn nè mà nó heo quay này có mỡ có da ngon còn ở dưới Long Hải anh á bánh mì ấm nhất là bánh mì dưới Long Hải ấm nhất là không ăn sáng là ăn bánh mì lại nó hỏi hiểu không thằng bạn anh nó gọi điện nó hỏi là sao nó mình thở ra mình đây nó rủ anh ăn thở mà nó quen đâu anh nói là có bánh mì nó mới hỏi là ở bánh mì Long Điền ngon không có khác không mà nó ngon nó bánh mì cũng hẹn ra đây nó hẹn ra quán đẹp ra bánh mì chứ mà bữa nay em đi đâu sao đẹp chứ trời ơi đẹp đi đâu mặt mình hồn hả sửa sợ đi đâu thôi ngày mặt đồ bộ nó cũng phải lên tập lên đấy cái gì mệt đi uống hết con hết vô rồi đi dài luôn á. Ủa chị uống ly cà phê với anh đi. Tự nhiên mình lên đồ đẹp mình sợ lỡ lên đồ đẹp rồi ngồi uống ly cà phê đi dài hay đồ ăn bánh mì luôn ở đó ăn bánh mì mình luôn ơi.
Trời ơi, lâu lâu lên hàng rồi tự nhiên về luôn trời. Trời luôn á. Rồi. Tự nhiên sao vậy? Tự nhiên vô uống ly cà phê. Linh, đi đâu rồi? Đi vô uống ly cà phê với anh. Thôi đi dạy rồi. Gì vậy? Có đâu. Mới hẹn tao uống ly cà phê rồi. Thôi đi dạy nó. Mới giờ kêu ly nước uống con hớp hay hớp sao vậy? Mà sao bữa nay sửa soạn đẹp vậy? Ờ hẹn với bạn trai. Thiệt không? Thiệt. Hồi đó giờ anh có nghe em có bạn trai gì đâu. Thì mới quen rồi mấy phút trước đó rồi hẹn gặp nhau. Thì đi vô uống với anh ly nước, tự nhiên hẹn em chạy ra em uống có một hớp hai hớp, em kêu lặt đặt em đi, em nói hẹn bạn trai, em nào giờ có nghe bạn trai đâu, sạo sạo không à. Thôi đi vô với anh đi. Thôi không muốn ở đâu, đi về hẹn bạn trai đợi. Đi, năng nỉ á. Sao vậy, tự nhiên sao có mặt giận hờn vậy, buồn. Nắng, bực bội. Mà sao có mặt giận dữ vậy? Hả, thằng bạn trai nào nó hắt hủi em hay sao vậy? Hắt hủi đâu, chưa gặp nó hắt hủi vậy, cho nên mặc đồ, cho đi. Trời ơi, cái mặt nhăn vậy. Trời chắc ta. Là chắc là bạn trai nào nó hắt hủi em đúng không? Hắt gì, thôi đi chứ nào, mà quên chứ nào giờ em đừng có nói láo với anh nha. Anh ngộ quá, anh làm như là em xấu lắm mà, ấy làm gì em có giá vậy. Trời ơi, thấy nhiều người đeo đủ lắm á. Mà không biết, mà từ lúc quen em tới giờ có thấy là có thằng nào dè dãng đâu. Tại sao bữa nay nổ tới thời. Chưa tới thời. Sao mà bữa nay ăn mặc đẹp dữ vậy trời. Tự nhiên cái tôi hẹn bạn trai tao mới mặc đẹp. Tự nhiên cái tôi hẹn ra uống ly cà phê với tôi mà sửa soạn làm như đi gặp người tình vậy. Sửa soạn đi, hồi nữa uống trong sẵn gặp bạn trai luôn. Chứ mặc xấu quá, bán bánh mì như bán bánh mì mặc đồ bộ ai thương ai nhận thôi. Để đi vô uống ly cà phê. Trời năn nỉ hoài luôn á. Chờ anh cái anh vô anh trả tiền người ta cái rồi về chung. Linh, chờ anh vô anh thanh toán tiền người ta cái. Dặn lẽ đi về luôn rồi. Bữa nay mình hẹn bánh mì ra mình xơi nhưng mà bánh mì này khó xơi quá. Mọi người xem những cái tiểu phẩm hài vui, mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm like để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Bye bye, xin hẹn gặp lại video sau.